Em xin chào tất cả cô chú anh chị nha, trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi cái kênh YouTube của em nha. Hôm nay em đi quay một cái lô đất nha mọi người. Tổng cái lô đất này là diện tích là 4 hectare nha mọi người. 4 hectare. Giá thì cực kỳ rẻ nha mọi người. 4 hectare giá 500 rưỡi nha. Trước khi quay với cái lô đất này thì là em sẽ giới thiệu về là cái đường đi này, cũng như là cách khu dân cư bao nhiêu nha. Từ cái lô đất em hiện tại em đang ngồi đây này mọi người, thì nó ra khởi tới khu dân cư á, thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 5 cây số nha mọi người, 5 cây số ra khu dân cư nha. Còn mà ra tới quốc lộ 28 thì cũng rơi vào khoảng cỡ 5 cây số luôn nha mọi người. Đó, từ cái lô đất mà về Sài Gòn nha mọi người thì nó rơi vào khoảng tầm là 270 cây số nha. Còn đây, từ cái lô đất này ra tới Gia Nghĩa thì nó rơi vào khoảng cỡ là 70 cây. Còn về Buôn Ma Thuột thì nó rơi vào khoảng cỡ là 90 cây số nha mọi người. Còn về hướng Lâm Đồng nha mọi người là nó rơi vào khoảng 120 cây số nha. Tổng diện tích cái lô đất này là 4 hectare. Đấy, 4 hectare. Thì là có giá là 500 rưỡi nha mọi người. Đấy, trước khi quay về cái lô đất này thì là em xin là cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh YouTube của em, cho em một lượt like, một lượt đăng ký để em có một cái động lực để quay cái lô đất này nha mọi người. Còn em sẽ quay sơ lược, sau đó em sẽ là báo cho hồ sơ pháp lý nha. Bây giờ em sẽ vào em quay cái lô đất này nha mọi người. Thích hợp cho cô chú anh chị đầu tư trong sầu riêng, cây ăn trái nha, cà phê này. Rồi thì cũng như là trong rừng. Đấy, đất thì là nó tiền nha mọi người, tiền có nha, dọc có và băng có nha mọi người. Giá thì là 4 hết, giá 500 rưỡi nha mọi người. Đó, em phải báo giá ngay cho cô chú anh chị được biết. Thì bây giờ em sẽ vào em quay cái lô đất này. Trên cái lô đất này thì chủ nhà đang trồng mì. Đấy, đang trồng cây mì nha mọi người. Còn kê cái lô đất của mình thì là hiện tại bây giờ là xung quanh cái lô đất của mình là Sài Gòn là đã mua hết rồi nhá. Sài Gòn mua là họ đã trồng cái cây tách này mọi người này. Thì cái tách á thì em sẽ cho cô chú anh chỉ biết ở Sài Gòn là họ mua rất là nhiều. Đấy, họ mua rất là nhiều cái đất đồi này mọi người. Đồng Nai là đồng Đồng Nai về Sài Gòn lên là họ mua rất là nhiều cái đất đồi như thế này mọi người này. Đất đồi này là họ trồng cái gì cô chú anh chị biết không? Nó trồng cái cây tách này này. Đấy, họ sẽ trồng cái cây tách này. Cái cây này thì nghe theo em được biết á thì là sau này họ trong cái cây này là họ xuất khẩu á mọi người, làm cái bảng sủng mình ấy. Đấy, gỗ này nghe là gỗ rất tốt, gỗ xuất khẩu nha. Thì hiện tại bây giờ em sẽ quay sơ lược cái lô vườn này cho cô chú anh chị biết rõ, đó em sẽ là bảo là hồ sơ pháp lý cái lô vườn này nha. Phía bên này là cái lô đất của mình mọi người, cái chỗ xe máy em đang đậu này là lô đất của vườn của mình. Trong cái lô vườn của mình là tổng diện tích là 4 hectare, trong đó là chủ nhà đang trồng cây điều và cây mì nha mọi người. Đấy, trong cây điều và cây mì xung quanh là họ là dân cư đã làm canh tác hết đó nha mọi người. Đất thì cực kỳ đẹp mọi người, cô chủ mà xem cái lô đất này thì là không thể chê được nha. Giá thì cực rẻ nha cô chủ anh chị. Đấy, đất thì là đất đất đồi nha mọi người, đất đồi và đất triền nha, đất triền đẹp. Thế nói tạm lại em cũng không nói nhiều về cái vấn đề này như này, em chỉ quay nha. Bây giờ em sẽ cái sơ lược cho cô chú anh chị cùng tham khảo thôi. Thích hợp cho cô chú anh chị mà tài chính ít thì về mình đầu tư nhá. Tài chính ít mình về đầu tư những cái khu vực này nha mọi người. Anh chị mà đang theo dõi cái kênh YouTube của em thì xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ cánh cho em nhé. Em sẽ quay những cái lô đất rẻ cho cô chú anh chị đầu tư. Lô đất này thuộc về xã Quảng Phú, huyện Ca Rong Nô, tỉnh Đắk Nông. Lô đất này thì có địa chỉ là tại xã Quảng Phú, huyện Ca Rong Nô, tỉnh Đắk Nông.
tổng diện tích là 4 hecta. Đất đang được trồng điều và trồng mì, thích hợp cho cô chủ trồng sầu riêng, trồng cà phê cũng như là các loại cây ăn trái. Bốn héc giá 550, bốn hecta giá là 550 triệu. Nước nuôi đầy đủ, suối bao quanh rẫy, rẫy ô tô vào tới tới rẫy luôn nha mọi người, ô tô bán tải hai cầu đi vào tới rẫy nha. Đường xã thì là đường thì là đi bao quanh rẫy nha, trên rẫy dưới rẫy có đường xã hết nha mọi người. Lô đất này hiện tại bây giờ chủ nhà đang trồng mì và trồng cái loại cỏ bóng này nha mọi người. Không làm cũng có ăn nha. Ở đây là cái đường đi giữa trời nha mọi người. Không làm cũng có ăn nha mọi người. Anh chị nào kêu bạn đang làm lại gì mà ăn, nhưng mà ở đây không làm vẫn có ăn nha. Đấy. Lô đất này có địa chỉ tại xã Quảng Phú, huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Diện tích đất 4 hecta. Điều. Ô tô bán tải hai cầu vào tới rẫy. Một 100.000 hộ dân ở xung quanh hết nha mọi người, đã canh tác hết nha. Xung quanh là 100.000 hộ dân nha mọi người. Sáng sớm em quay sớm nó cái máy nó cái hình ảnh nó không được đẹp nha mọi người, nó hơi tối nha. Một 100.000 hộ dân đã ở xung quanh, đã canh tác và ở xung quanh hết nha. Ở bên dưới cái rạch đó là chuỗi nha mọi người. Chuỗi và đường nha, ở bên dưới rạch á, chuỗi và đường nha. Bên kia họ trồng sầu riêng hết nha mọi người. Cà phê. Ở bên kia họ trồng cà phê hết nha.
Anh chỉ cần bỏ ra khoảng 4 triệu nữa là ô tô vào tới đây luôn, xe con vào tới đây nhé. Hiện tại bây giờ xe bán tải hai cầu mà gầm cáo mọi người là chạy vô tới đây đây luôn nha mọi người. Ở bên dưới là suối hết nha mọi người. Ở bên dưới cái rầy mình là đường và suối hết nha. Đất của mình đất tổng đang trong mê mọi người này. Mười mấy gần 20 ngàn hồ dân là ở xung quanh hết nha mọi người. Họ đã trong ca, trong điều, trong tất cả các loại cây ăn, cây kinh, cây cà phê rồi thì điều nha, cây ăn trái hết nha mọi người. Đất giá rẻ dành cho tất cả những anh chị nào mà tài chính thấp đó mọi người. Mình vào để mình trồng đầu tư. Trồng cây ăn trái, trồng cà phê, trồng điều, trồng cao su cũng như là trồng sầu riêng nhé. Xung quanh Sài Gòn mua hết đó nha mọi người. Cái chỗ mà phía bên kia họ múc đồi á, họ múc đường bên kia đấy. Sài Gòn mua 2.000 hecta rồi nhé. Cái chỗ mà đường mà mới múc đó là hầu như là Sài Gòn mua hết nhé mọi người. Đất của mình là được trồng mì mọi người này. Đất của mình là trồng mì và trồng điều. Điều nhá, điều nó nhỏ nhá. Diện tích đất này thuộc về xã Quảng Phú, huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông. Cô chủ trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi cái kênh YouTube của em. Xin cho em một lượt like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh cho em nha mọi người. Cũng như anh chị đang theo dõi kênh YouTube của em nhé. Thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955033 để mình tìm hiểu và tham khảo đến cái lô vườn này nha cô chú anh chị. Đất này thì là đất đỏ ba gian cỏ nha, đất đen cỏ nha. Nó có hai loại đất nha mọi người. Suối là đi bao quanh rầy nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ không làm cùng cỏ ăn nha, cỏ đã lên tốt. Cái lô đất này thì hiện tại bây giờ chủ vừa rồi á, ông chủ này thì đang cần bán vừa rồi ra xem đá bánh rớt mất quả bánh ở dưới suối mọi người, trôi đi. Nó bị trôi đi, bây giờ không nhặt được quả bánh đó. Bây giờ là kêu bạn rầy để lấy tiền mua quả bánh nha mọi người. Ông chủ lô rầy này vừa rồi là đã lỡ chân rớt quả bánh ở dưới suối á, thế là không nhặt được. Thì bây giờ là kêu bạn cái lô rầy này là để mua quả bánh về lại nha mọi người. Đất thì đã được trồng mì mọi người này. Cái đất này cô chú anh chị, nếu mình có vốn mình trồng cái ăn trái như sầu riêng rồi thì bơ rồi các loại cây mọi người, không là thì mình không thích, mình trồng rừng cũng được, trồng cao su đấy.
cô chú anh chị mà thích cái cô chú anh chị thả vô đây khoảng 4-5 hectare keo đấy cũng được, mình trồng keo cũng được. Ở đây em thấy có cái keo tốt đấy mọi người, loại keo này cũng 7-8 năm đấy đấy. Đất này là không quy hoạch nha, không dính dáng đến lâm trường kìa nha mọi người, không dính đến quy hoạch nha. Em nói thẳng là cô chú anh chị như vậy, đôi lúc cô chú anh chị đang theo dõi cảnh của em bán này là có dính đến lâm trường không. Đất này không dính đến lâm trường nha. Keo này, cái lục cầu mấy cái keo này thì hiện tại bây giờ nó đường kính của nó là 90 đây mọi người. Nhưng keo này lâu rồi, có hai cây thôi, được hai cây keo thôi, nhưng còn nhiều nha. Họ trong chơi ngày xưa, họ trong chơi nha mọi người, họ trong cách đấy cả 10 năm, mười mấy năm ấy đấy. Hai cây keo này này, họ trong một hai cây chơi thôi. Xung quanh là cà phê hết nha mọi người, xung quanh là họ trong cà phê hết đấy nha. Đây, cà phê điều hết. Ở bên chuỗi, bên dưới là suối nha mọi người. Chắc có lẽ em đi xuống em quay cái suối cho cô chú anh chị xem cái suối luôn nha. Để cho cô chú anh chị yên tâm cái đất này tại sao này. Em không quay suối, em quay suối luôn. Suối là đi bao quanh rồi nha cô chú anh chị. Đất này thì thích hợp trong sầu riêng rồi thì cây ăn trái nha, các loại cây ăn trái rồi thì cầu su giống cây bên trong cái cây tạch được mọi người, bên trong cây tạch giống như ông Sài Gòn mới mua đó, ông Sài Gòn mua 3-4 nghìn hecta quanh quanh ở đây, ông ở trong cái cây tạch ấy, cái cây làm bằng sủng đấy, xuất khẩu đó. Nhưng 4 hectare 500 rưỡi thì không rẻ đâu mọi người. Không đắt đâu. Bây giờ thì mình tài chính mình ít mà đòi mua đất cho rẻ thì chỉ có khu vực này thôi mọi người. Nó cũng gần cách khu dân cư, nó rơi vào khoảng cỡ 5-6 cây số à. Cô chú anh chị bây giờ tài chính ít mà muốn là mua đất đẹp bằng vừa bằng vừa đẹp thì xin lỗi cô chú anh chị là không có nha. Bây giờ 1 hectare khoảng cỡ 200 triệu mà đòi có sổ sách đầy đủ mà đẹp thì là chắc chắn là xin lỗi cô chú anh chị là không có thật. Còn cái lô vườn của mình là có suối như thế này cô chú anh chị này. Đấy, suối nó đang nước đang chảy này. Bao quanh cái rầy của mình là suối chảy như thế này đây mọi người. Đấy. Bao quanh cái rầy của mình là suối chảy thế này nhá. Để em quay sang bên này cho cô chú anh chị biết luôn. Sang đây là đường đi của dân đây nhá mọi người. Em nói thiệt cho cô chú anh chị là quanh năm suốt tháng á là chỉ có suối chảy như thế này thôi, không bao giờ cạn. Đấy. Còn ở đây cái khu vực bên này thì họ là trồng ca trồng điều hết đấy mọi người này, đường xạ này. Rồi thì là cà phê điều. Này giáp với cái rầy của mình ấy. Còn ở đây là có đường xạ cà phê họ trồng hết đấy mọi người. Đấy. Cà phê họ trồng hết. Còn đất của mình là nằm bên này cô chú anh chị, đất của mình này. Đất của mình hết nha. Đã được trồng mì hết. Cái này em quay hai cái kéo đường trên nó mới có hai cái à. Ngay luôn cái đỉnh nhỏ nhỏ này mọi người, cái chóp nhỏ nhỏ đó. Cái chóp nhỏ nhỏ đang đổ về này. Về. Đấy. Từ cái chóp nhỏ nhỏ đây này đổ về đi cô chú anh chị này. Đấy. Lên chỗ cái kéo này em đựng đấy, đổ về dưới đường suối đấy luôn, đường này
Bây giờ này là có đường đi đường lớn, xe cày em đi vô thu mua cà phê này, thu mua cà phê, thu mua mì, đấy là xe cày em đi đây hết nhá, cái xe của em đi đây hết. Hầu như khu vực này, trong cái khu vực này cả mấy ngàn hộ dân là làm ra cái nông sản này là em thu mua hết luôn nhá. Cách đây 7-6-7 năm đổ lại đây là toàn bộ cái nông sản cái khu vực này là em thu mua hết luôn nha mọi người, kể cả hiện tại bây giờ luôn nhá. Cho nên là cô chủ làm ra cái nông sản là không sợ, không sợ là không có ai mua nha, em mua hết, em chuyên thu mua nông sản này nha mọi người. Suối mọi người, suối nước to này. Đấy. Toàn bộ khu vực này là cách đây 7-8 năm đổ lại đây là em thu mua nông sản này hết nhá, cà phê, điều mì nhá. Đấy, hồi xưa xe cày em đi đây hết nha mọi người. Suối đi bao quanh rầy luôn. Nói về cái rầy này mọi người này, là suối đi tròn gọi luôn, bao quanh cái rầy này luôn nhá. Nó có cái rầy này nó có hai đường đi cô chú anh chị. Một đường đi ở dưới này mà một đường đi ở trên đỉnh, nhà nước thì là đi bao quanh rầy. Nói là em nói thiệt cô chú anh chị là cái rầy này này tổng diện tích hơn 4 hecta. Nhưng mà lại rầy suối là đi bao quanh hết rầy luôn. Đấy. Suối là đi bao quanh hết rầy. Ở bên dưới này là suối hết nhá mọi người, ở đây là suối hết nhá. Quanh cái rầy mình là suối hết luôn á. Này, cái suối cỡ này đó. Tổng diện tích là hơn 4 hect, giá là 550 mọi người. Ở dưới đây, dưới này là có đường đi dưới này nha, này suối này. Bao quanh cái rầy của mình là suối hết nha mọi người. Dưới chân suối á, dưới cái chân suối này có cái cây, là cây lỗ này mọi người, cây chuối về cây lỗ nha, dưới chân suối nha. Còn trên kia là đất của mình. Nước chảy thế này mọi người này. Xung quanh rầy là suối hết. Cho nên là cô chú anh chị là yên tâm là về cái nguồn nước nha. Cô chủ thể yên tâm về cái nguồn nước. Ở đây thì được, ở đây thì hiện tại bây giờ là dân cư họ canh tác hết rồi. Ở bên đây là đất của người ta hết nha mọi người. Đất xung quanh là rầy của mình là đất của người ta hết rồi nha. Đây, em sẽ quay kỹ về cái lô đất này cho cô chú anh chị biết và tham khảo. Ở trên có đường, ở dưới có đường nha mọi người. Trên đường, dưới đường, đường lớn thế này mọi người này. Xung quanh là suối. Theo đường lên bên dưới là suối. Còn ở trên là rầy. Tổng diện tích là hơn 4 hecta. Giá bán thì 550. Đất cực kỳ rẻ cho tất cả cô chú anh chị đầu tư nha. Không sợ về nguồn nước, lại cửa suối này. Suối đi bao bọc cái rầy của mình nha mọi người. Đấy. Suối đi bao bọc cái rầy của mình hết. Xung quanh là suối, ở giữa là cái rầy nha mọi người. Ở bên cái đối diện cái rầy của mình là được dẫn họ ở và trong điều. Con rầy của mình thì hiện tại bây giờ để trong mì thôi mọi người. Trong mì và trong mới trong điều thôi nhé. Đấy. Dưới là suối hết. Ở đây là có một căn nhà nè cô chú anh chị này. Ở đây là có một cái căn nhà rầy này. Đấy. Ở đây là có căn nhà rầy này. Bây giờ chủ nhà đang đi công chuyện. Dạo vòng mệt quá đây cô chú anh chị ơi. Cái lô đất này thì là hiện tại bây giờ là có địa chỉ tại xã Quảng Phú, huyện Cà Rông Nốt, tỉnh Đắk Nông. Tổng diện tích là hơn 4 hect. Giá của chủ nhà đưa ra là 550 nha mọi người. 550 nha.
Hiện tại bây giờ cái lô đất này thì là chỉ là báo tranh chấp nha mọi người. Báo tranh chấp chứ có giấy tờ gì nha, chỉ là báo tranh chấp nha nha. Hiện tại bây giờ có cả 10 mấy gần 20 ngàn hộ dân. Xung quanh là có cả Sài Gòn mua cả mấy nghìn hecta luôn, là xung quanh cái đầy của mình. Nhưng mà chứ ai có một cái giấy tờ gì nha, chỉ là báo tranh chấp thôi nha. Nhưng mà đất này là nói thiệt với cô chú anh chị là không thuộc về đất quy hoạch nha. Đấy. Do là chủ trương của nhà nước hiện tại bây giờ là chưa có chủ trương để làm sổ, không phải là giấy, không phải là cái rầy là không làm được sổ nha. Làm sổ thì phải có là có chủ trương tùy theo đợt nha. Mình mới làm được sổ nha cô chú anh chị. Cho nên là cô chú anh chị thì cứ yên tâm vào đây mà đầu tư. Đấy. Vào đây yên tâm mà đầu tư không sợ mất. Cho nên là cô chú anh chị là yên tâm. Trong cái thời tổng diện tích là hơn 4 hectare nha mọi người, giá là 550. Đấy. Em nói vậy để cho cô chú anh chị biết và tham khảo. Đất chưa có giấy tờ, chỉ báo tranh chấp. Hình dung mỗi lúc em đi qua một cái lô đất, nếu mà đi hết tổng quát thì rất là mệt rồi cô chú anh chị. 4-5 hectare mà em quay từ đầu tới cuối thì là cũng hơi mệt nha. Đấy, đất đã được trồng mì hết rồi cô chú anh chị này. Mà muốn quay từ đầu tới cuối mà quay từng chi tiết thì cái video là hơi dài. Cho nên là mong cô chú anh chị là cố gắng theo dõi nha. Cố gắng theo dõi cho hết cái video rồi mình mới tìm hiểu được cái lô vườn nó thể nó như thế nào nha. Các cái video của em quay rất chi tiết nha mọi người. Em không xài bờ lại cám nha. Em quay là quay chi tiết, quay thực tế cho cô chú anh chị tham khảo. Có nhiều người họ bay bờ lại cám là họ đứng một chỗ họ bay bờ lại cám trên cáo á. Nhưng mà thực tế là cái bờ lại cám quay nó đẹp thật đấy, nhưng mà nó không thực tế mấy đấy nha. Em lại đi từng bước đất đấy cho cô chú anh chị xem này. Đất là đất triền, băng cỏ triền cỏ nha. Đấy. Đất giá rẻ mà cô chú anh chị, đất giá rẻ rẻ thì chỉ có như vậy thôi, đúng không? Tiền nào thì của ấy. Nhưng cô chú có nhiều cô chú anh chị ta chỉ ngỡ 500 mà muốn mua bốn hết đất có sổ. Em nghe thấy là cô chú anh chị chắp tay mà lại cô chú anh chị luôn. Tài chính ở 3-400 mà muốn mua 3-4 hectare đất có sổ thì không bao giờ có cô chú anh chị ạ. Không bao giờ có đâu, đừng hỏi em mệt. Không bao giờ có. 1 hectare của người ta hiện tại bây giờ có sổ với 5 gần cả tỷ bạc. 7-800. 4-500, 3-400. Bây giờ tài chính của mình ở 3-400 mà muốn mua 4-5 hết có sổ. Không bao giờ có. Không bao giờ có nha cô chú anh chị. Có nhiều cô chú anh chị cứ hỏi em kéo ba này lên. Tìm cho cô cho chủ cái lô đất tầm khoảng cỡ 4-5 hect đất có sổ, giá cỡ tầm là 400-500 triệu. Em nói thiệt cho cô chủ anh chị, cho 400-500 triệu mà muốn mua 4-5 hect có sổ thì chắc có lẽ không có rồi, không bao giờ có đâu. Nhưng mà em theo em đi, tiền nào thì của ấy thôi. Đất mình từ cái chấm đôi này mọi người này. Còn bên kia sạch sạch là của người ta hết đấy nhá. Đất mình chỗ cái chỗ dở này này. Mà đổ về hết. Đổ về cái này em quay hết hết đấy. Như em lên quay lại trên đôi này tí nữa là em xin kết thúc video. Đất là thuộc về xã Quảng Phú, huyện Cờ Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông. Đất thì em thấy đất đỏ đỏ này này. Đấy.
tổng diện tích là hơn 4 hect, giá 550. Ô tô vào tuổi dậy, ô tô gầm cao nha. Chứ đừng nói là đứa xe mát tít rồi thì là mấy cái chiếc xe 4 chỗ rồi như i10 mò nính với là mát tít thì chạy vào đấy lắm được nha. Vậy là bản tải gầm cao hoặc Innova, cái dòng dòng xe gầm cao thì mới vô được dày này nha. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Trước khi kết thúc video thì là em xin cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc đang theo dõi cái kênh YouTube của em nên xin cho em một lượt like với là một nút đăng ký mọi người. Cô chú đang theo dõi kênh của em thấy cái chỗ mà đăng ký, cô chú cho em xin một nút đăng ký đó cho em. Để là ủng hộ cho em, để em có một cái động lực quay những cái lô đất rẻ, diện tích nhiều để cho cô chú anh chị tham khảo nha. Nếu ai mà chưa biết đến cái kênh YouTube đất Đắk Nông Lịch Phàm á thì là cô chú anh chị chỉ mở ra cái phần YouTube á, mình đọc là đất Đắk Nông Lịch Phàm. Sau đó là ủng hộ kênh và đăng ký kênh nha. Để là hàng ngày là đất Đắk Nông Lịch Phàm cung cấp từng cái lô đất hàng ngày cho cô chú theo dõi. Tổng diện tích 4 hect, giá 550, đất đã trồng mì và trồng điều, suối đi bao quanh rẫy. Mọi người, cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong khoảng thời gian vừa qua đã là luôn luôn quan tâm và ủng hộ kênh YouTube của em. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy hạnh phúc, làm ăn gặp nhiều may mắn để có tiền mua những cái lô đầu tư, những cái lô đất tốt nhất và đẹp nhất nha mọi người. Cô chú anh chị đang theo dõi kênh của em liên hệ cho em theo số điện thoại 0333 955033 để mình tham khảo và tìm hiểu cái lô đất nha mọi người.